Trong cuộc sống, đố kỵ là chuyện thường tình ai cũng hiểu. Ganh ghét hơn thua, cái bệnh ái thủ như một đặc tính cố hữu, có chủng tử sắp sẵn trong tâm con người. Khi cái hạnh phúc người khác có được mà mình không có, thì đó cũng là một nguyên nhân của đố kỵ, dù biết rằng thật là vô cớ. Ta có thể hình dung như đứa bé tức tối dành sữa mẹ, hay sự âu yếm của mẹ dành cho đứa trẻ khác. Nhưng lòng đố kỵ là không tốt cho mỗi con người chúng ta. Ta nên bỏ tâm đố kỵ để bớt phiền não, sống an lành hơn. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có câu hát: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chỉ vì ông ấy nhận ra chữ đủ và thầm nghĩ cảnh ta bà quá đổ vô thường nên để gió cuốn đi. Vậy thì hãy sống hỷ xả đi, thông dong đi, dẹp tan lòng đố kỵ, căm ghét hơn thua, cười thật tươi vì mừng cho ai ai cũng may mắn, để thoát khỏi cảnh huynh đệ tương tàn, tình thân mất mát, đồng tâm hiệp lực xây dựng mái nhà chung. Sau đây mời quý Phật tử và quý thính giả cùng nghe lời khuyên sâu sắc của Phật về tâm đố kỵ. Bài học có tên: sống đừng ghen ăn tức ở. Nếu ta cứ mãi gieo tâm đố kỵ thì cả đời khổ đau. Tùy hỷ là thuốc giải của đố kỵ. Xin chúc mừng bạn. Bạn thật tuyệt vời, giỏi giang. Tôi cảm thấy vinh dự khi được quen bạn. Đó là câu bạn nên nói thầm, nên nhắc nhủ chính mình khi bạn thấy người khác gặt hái thành công. Tuy nhiên, bạn cũng đừng biến nó thành câu chót lưỡi đầu môi. Miệng thì nói như thế, nhưng lòng đắng như ngậm bồ hòn. Bạn cứ tự hỏi tại sao việc tốt cứ đến những người khác không mà lại lánh xa mình. Có thể lòng đố kỵ đó len lỏi dấy lên trong lòng, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy lòng đố kỵ ghen ghét đang manh nha trong bạn. Thực ra con người rất dễ sinh lòng đố kỵ. Có thể nói, nó đến bất chợt và có mặt mọi lúc mọi nơi. Chẳng qua là do mình chưa thực sự nhìn thấu bản chất của nó. Các bậc thánh mới giữ được lòng mình bình thản. Con người thường không ít thì nhiều. Bất kỳ lúc nào cũng thấy gì chua chát trong lòng khi thấy người khác thành công. Tâm lý đố kỵ, ghen tức được xếp vào loại phiền não ngấm ngầm khó trị. Có người hiểu rất rõ rằng có thể suốt đời cũng không thể gặt hái được thành quả tốt đẹp như họ, nhưng cũng có người không chịu chấp nhận nó. Nó có gì là ghê gớm lắm đâu, chẳng qua nó gặp may, có quan hệ tốt. Từ nhỏ, nó đã được bố mẹ toàn tâm toàn lực bồi dưỡng xây đắp. Những gì mình chưa thể hoặc không thể có được thì luôn luôn cảm thấy bất an, không cam tâm chút nào. Đấy chính là đố kỵ. Có người thấy người khác thăng quan tiến chức cũng ghen ghét, cho là người đó nhờ nịnh nọt nên được như thế. Trong thực tế cuộc sống, không nhất định thăng quan tiến chức điều nhờ nịnh bợ. Bạn thử nghĩ kỹ đi xem, tại sao họ nịnh hót thành công, còn bạn thì không? Tại sao người ta có gia cảnh tốt đẹp? Tại sao người khác được nhiều người yêu quý ủng hộ, còn bạn thì không? Có người từng kể với tôi về việc cấp trên của vị đó hỏi về một đồng nghiệp thế nào. Vị này nghĩ bụng, chắc ông chủ đang cố ý đề bạt nên dù rất muốn trả lời. Anh ấy là người ưu tú, không những tận tâm, tận trách trong công việc mà còn rất tốt với bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên, vị này cho rằng nếu mình nói thật như thế, e rằng ông chủ sẽ chỉ chú ý đến người kia và sẽ quên hẳn mình đi. Thế là đành nói xét về mặt biểu hiện. Anh ấy là người tốt, nhưng theo nhận xét của một số đồng nghiệp khác thì ngược lại. Mặc dù vậy, theo nhận xét của cá nhân tôi, anh ấy là người tốt.
Có điều nhiều lúc anh ấy ghen tức giúp tôi. Tôi nhận thấy anh ấy có điều gì đó thiếu sót vì cách sống và ứng xử với bạn bè đồng nghiệp. Cuối cùng, ông chủ vẫn quyết định cho người kia thăng chức, chứ không phải vì này. Thật ra, ông chủ chỉ muốn thử lòng vị này xem có đủ tiêu chuẩn để giữ trọng trách hay không, nên mới hỏi vậy. Nếu lúc đó vị này lòng dạ quảng đại, biết cách phát hiện ưu điểm và khen ngợi người khác, thì người thăng chức có lẽ không phải là người kia mà chính là vị này. Nhưng qua cách trả lời cho thấy vị này lòng dạ hẹp hòi, không đủ tư cách giữ trọng trách. Từ đó chúng ta thấy lòng đố kỵ ghen tức đã đánh mất cơ hội cho vị này. Khi bạn thấy lòng đố kỵ trong mình nổi dậy, bạn cần đề cao cảnh giác, lập tức nghĩ đến hạnh tùy hỷ, người khác được điều tốt cũng như mình có được. Để hóa giải lòng đố kỵ ghen ghét, chúng ta hãy học cách tán dương, khen ngợi người khác. Thấy người khác thành công, mình vui như chính mình đang thành công. Trường hợp có người cho rằng khen ngợi tán dương khi thấy người khác thành công phải chăng là việc giúp họ thêm cơ hội thành công? Tục ngữ có câu, đã giúp thì giúp đến cùng. Nếu bạn tự thấy bản thân không thể làm được, nhưng có người làm tốt thì bạn nên giúp đỡ, ủng hộ hết mình. Làm thế có nghĩa là bạn đang tích phúc, bạn giúp mình hóa giải đố kỵ, ghen ghét và làm người khác vui mừng. Trong thi đấu cũng thế, khi bản thân mình không giành được huy chương nào, nhưng các bạn trong đội giành được thì bạn cũng được thơm lây. Nếu bạn có thái độ đối nhân xử thế theo tinh thần này, biết cách khen ngợi những ưu điểm để tìm cách học tập ưu điểm đó của người khác, chắc chắn bạn sẽ tiến bộ không ngừng và tâm lý đố kỵ, ghen tức cũng sẽ không còn trong bạn nữa. Làm thế nào để diệt trừ lòng đố kỵ? Có người khi thấy người khác thành công, vinh dự tốt đẹp thường khen ngợi tán dương, nhưng trong lòng lại không phục. Có người lại nghĩ bụng người kia chẳng có tài cán gì, đấy chính là biểu hiện của lòng đố kỵ đang dấy khởi. Đố kỵ ghen ghét là tâm lý phổ biến của con người, thậm chí là người tu hành cũng không tránh được lòng đố kỵ. Chỉ khác ở điểm là mức độ đố kỵ ghen ghét ít hay nhiều, lớn hay nhỏ mà thôi. Đố kỵ khiến người ta mê mờ, nghi hoặc, đánh mất cơ hội nhìn lại bản thân, đồng thời còn là vật cản lớn trên con đường thành công của mỗi con người. Tâm lý đố kỵ gần giống như sự ích kỷ hẹp hòi, vì chúng đều có đặc điểm chung là nếu mình không có được thì người khác cũng không thể có. Thí dụ, chàng trai theo đuổi một cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái đã có người yêu nên chàng trai kia theo đuổi trong vô vọng. Vì không có được tình cảm của cô gái, người kia liền nghĩ đến việc phá hoại hạnh phúc của đôi này. Sở dĩ người ta làm như vậy, làm gì lòng đố kỵ ghen ghét trong lòng anh ta quá lớn. Một thí dụ nữa, mình vốn vui vẻ làm việc, nhưng do lòng đố kỵ khởi lên, luôn nghĩ đến đối tượng mà mình ghen tức. Từ đó hàng loạt tội chứng và những từ ngữ trách móc nung nấu trong lòng khiến mình cảm thấy bất an, không thể làm việc tập trung. Cứ như thế, dần dần sẽ trở thành sự oán hận. Xét từ quan điểm Phật Pháp, đố kỵ là một trong những món phiền não nặng nề có liên quan mật thiết đến tâm sân hận. Tam độc mà Phật giáo thường nhắc đến chỉ có lòng tham lam, sân hận và ngu si. Nhưng cũng có một số kinh luận khác lại cho rằng tam độc gồm tham dục, tật đố, tức ghen ghét, đố kỵ. Trong Phật giáo, Thượng Đế gọi là tật đố và tà kiến. Theo quan điểm này, tật đố, ghen ghét, đố kỵ được xếp vào một trong ba độc lớn nhất của con người. Tật đố là biểu hiện của sân hận. Vì thế, tật đố chính là mặt khác của sân hận. Chúng có cùng tính chất thiện chung và điều hại người hại mình. Theo quan điểm này, tật đố, ghen ghét, đố kỵ
được xếp vào một trong ba tật lớn nhất của con người. Tật đố là biểu hiện của sân hận. Vì thế, tật đố chính là mặt khác của sân hận. Chúng có cùng tính bất thiện chung là đều hại người, hại mình. Vậy làm thế nào để hóa giải lòng đố kỵ, ghen ghét? Có hai con đường hóa giải lòng đố kỵ. Một là không nên đố kỵ, ghen ghét người khác. Hai là không được làm bản thân thành đối tượng đố kỵ, ghen ghét của người khác. Phương pháp hóa giải đố kỵ hữu hiệu nhất là thực hiện hạnh nguyện thứ 5 trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền là tùy hỷ công đức. Công đức có được nhiều sự tán thán vui vẻ như chính bản thân mình có được khi thấy người khác thành công. Thêm một ý nghĩa của tùy hỷ công đức nữa là khi bạn thành công, bạn phải hồi hướng chia đều hạnh phúc thành công đến tất cả mọi người. Không nghĩ đó là thành công riêng của bản thân. Có lần trong lễ tuyên dương trao giải thưởng ái tâm tình thương cho 10 gương mặt tiêu biểu về sự nghiệp từ thiện xã hội, trong đó có tôi. Tôi đã thay mặt những người còn lại phát biểu cảm tưởng như ý rằng tôi được tuyên dương và những giải thưởng ái tâm không có nghĩa là trong xã hội chỉ có 10 người có tình thương, 10 người làm từ thiện, mà chúng tôi chỉ là những người đại diện cho tất cả những người làm sự nghiệp từ thiện trong xã hội. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là người may mắn được người khác đề cử nhận giải mà thôi. Thực ra, còn có nhiều người âm thầm cống hiến, họ vĩ đại và đáng được biểu dương hơn chúng tôi nhiều. Giả lại, đây là giải thưởng không dành riêng cho mọi cá nhân tôi, mà là giải thưởng chung cho sự cống hiến, nỗ lực của tín chúng Bồ Tát và nghĩa công Bồ Tát trong hội Pháp Cổ Sơn. Vì thế, khi thấy tôi nhận thưởng này, mọi người không khởi tâm đố kỵ, vì đây là sự nghiệp chung của mọi người, chứ chẳng phải của cá nhân tôi. Giải thưởng này có ý nghĩa khích lệ, động viên tất cả mọi người. Hãy làm điều thiện, cống hiến sức mình cho xã hội. Khi làm được một việc gì đó thành công, chúng ta không nên có tâm lý kiêu căng, thấy mình vĩ đại, vì một khi bạn khởi tâm nghĩ rằng đây là điều vinh dự, đáng được tự hào, thì sẽ gây tâm lý đố kỵ, ghen ghét của người khác. Bạn làm việc với sự khiêm tốn lễ độ sẽ giúp người khác không khởi tâm đố kỵ với bạn. Nên gieo ân, không nên kết oán. Tâm oán hận đố kỵ đều liên quan mật thiết đến tâm sân hận. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có nhiều điều khác biệt. Đố kỵ là tâm lý ghen tức, không thích người khác có được những gì mà mình nghĩ cái đó đáng lẽ phải là của mình. Nói chung, đố kỵ là không thích người khác có điều tốt. Thí dụ khi bạn thấy người khác có xe hơi, có nhà đẹp, trong khi mình không có, bạn sẽ ghen ăn tức ở, đấm bị thóc, chọc bị gạo để thỏa lòng ghen tức. Còn oán hận là cảm giác bất công vì những gì mình nhận được quá bọt bèo so với những gì mình đã bỏ ra. Thí dụ, khi bạn thấy người khác dùng tiền có để đẻ ra tiền, họ kiếm tiền rất dễ, rất nhiều trong một thời gian rất ngắn. Trong khi đó, bạn phải vất vả khó nhọc mới kiếm được một ít tiền. Đây là điều mà hầu hết mọi người đều cảm thấy bất công, cảm thấy bị ấm ức. Tâm lý oán hận bắt nguồn từ những suy nghĩ như thế. Oán hận là hiện tượng mất thăng bằng tâm lý, cho rằng một đối tượng, một sự việc, thậm chí các cuộc đời này đã không đối xử công bằng với mình. Có người quán trách ông trời đã bất công với mình rằng rõ ràng mình làm việc thiện, sao lại chỉ mỗi mình chịu khổ? Tại sao toàn những chuyện bất hạnh xảy ra với mình mà không xảy ra với người khác? Tại sao người tốt không được quả báo tốt? Ngược lại, người xấu lại toàn gặt hái kết quả tốt này đến quả đẹp khác. Những người có tư tưởng như thế thường nghĩ rằng chế độ nhà nước, môi trường, xã hội, bạn bè thân thuộc đều trở mặt với mình. Và dường như trăm vạn điều sai trái đều do người khác gây ra, còn bản thân họ
luôn là số một. Tâm lý mất thăng bằng này là cội nguồn của sự oán hận, là nguồn gốc của bất hạnh và đau khổ cho người đó. Tình thân như ruột thịt, máu chảy ruột mềm là những câu nói thể hiện tình cảm thân thiết máu mủ trong quan hệ gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, do nhiều mối quan hệ lợi ích đan xen nên không ít gia đình xảy ra mâu thuẫn xung đột. Những lúc như thế, nếu không biết cách hòa giải thì mâu thuẫn xung đột sẽ ngày càng lớn. Có lúc chuyện xích mích mâu thuẫn với người ngoài còn ít hơn là người thân trong gia đình. Thí dụ, những người làm mẹ thường đối đãi công bằng với các con của mình, nhưng chỉ cần thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút dành cho đứa này thì đứa kia sẽ cảm thấy bất công, cảm thấy mẹ chưa chăm sóc công bằng và chu đáo, từ đó hình thành ý nghĩ bố mẹ bất công. Ở đâu tâm lý bất công xuất hiện thì khi đó sẽ có sự oán hận. Tục ngữ có câu: không phải quan gia, không chung nhà. Có người còn gọi vợ hoặc chồng mình là tiểu quan gia. Điều đó có nghĩa là giữa tình yêu và hận thù có mối duyên gắn bó với nhau, ranh giới giữa chúng mơ hồ, khó phân biệt giữa người đã cùng chung sống với mình thì hoặc là người thân hoặc là quan gia. Nó là chuỗi ân oán trả mãi không dứt, khó phân định rạch ròi. Nhưng nói chung thì kết oán chiếm tỷ lệ cao hơn so với kết ân. Vì thế kiếp sau lại tiếp tục làm người thân kẻ oán của nhau mãi. Phương Tây có câu ngạn ngữ: khi bản thân oán hận ai thì lúc đó bạn sẽ là nô lệ của người đó. Giao tiếp ứng xử giữa người với người chỉ nên kết ân, không nên kết oán. Một gia đình, một đoàn thể, một xã hội nếu biết kết ân thay cho kết oán thì mọi người sẽ được chung sống trong hòa bình hạnh phúc. Nếu không, thời gian bạn nghĩ đến kẻ thù nhiều hơn nghĩ về chính bạn thì sẽ biến cuộc sống thành bãi chiến trường địa ngục. Vì thế, khi bạn tiếp xúc với bất kỳ người nào, bạn cũng đừng quên tấm lòng bao dung, đừng bao giờ nghĩ đến thù địch. Xóa trừ oán hận bằng lòng cảm ơn. Con người thường chỉ nhớ oán mà hay quên ân. Vì thế, đã lấy câu làm ơn mắc oán hay cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán để nhắc nhở bản thân khi thi ân. Đây quả là một nhận định, một quan niệm vô cùng sai lầm. Khi người khác đối xử tốt với bạn, với lòng tham lam của mình, bạn luôn luôn mong muốn người kia sẽ đối xử tốt hơn nữa. Ngược lại, khi bạn đi tìm người khác, bạn có cảm giác người ta cho ân ít rồi oán trách người ta hẹp hòi. Nếu nghĩ thế, chứng tỏ bạn là người dông ân, chỉ luôn mong người khác thi ân. Người có suy nghĩ như thế luôn cho rằng việc người khác thi ân giúp đỡ mình toàn là việc nên làm. Bố, mẹ, anh chị em tốt với bạn là điều hiển nhiên, thậm chí còn cho rằng mình đã giúp người khác vui khi mình trở thành đối tượng cho họ quan tâm giúp đỡ. Một khi quen với cách nghĩ đó, bạn sẽ thấy oán hận người khác nếu họ không quan tâm đến bạn. Người dông ân thường oán hận tất cả mọi người, mọi việc. Ngày trời nắng thì họ trách sao trời nóng quá vậy, muốn thiêu chết con người hay sao mà không chịu mưa. Khi trời mưa, lại trách trời sao mưa mãi, mưa hoài không chịu tặng cho ấm áp. Nếu thời tiết bốn mùa ấm áp tươi đẹp như mùa xuân, cũng trách trời gì mà mùa nào như mùa nấy, chẳng phân biệt xuân hạ thu đông gì cả. Với họ, từ môi trường tự nhiên đến con người, chẳng có gì để họ phải cảm ơn cả. Họ luôn sống trong oán trách hận thù, kẻ dông ân phụ nghĩa, mãi mãi không bao giờ thấy đủ, chỉ biết ôm lòng oán trách người khác. Chính vì thế, chúng ta cần chế ngự tâm oán hận. Một khi thấy mình oán hận, hãy nghĩ cách hóa giải, như thế mới tránh ảnh hưởng xấu cho mình. Cách hóa giải hận thù tốt nhất là hãy nuôi dưỡng lòng tri ân đối với mọi người, mọi việc.
con người không thể sống tách rời khỏi quần thể xã hội. Muôn sự, muôn vật đều là ân nhân của chúng ta. Chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ, thở, đi lại đều mang ơn con người và sự vật. Vì thế, hãy học cách cảm ơn. Khi bạn biết ơn cả cỏ cây qua lá, trời đất vạn vật, thì làm gì có oán hận, thì oán hận sẽ không hiện hữu trong bạn nữa. Bạn thấy thỏa mãn hạnh phúc hay không? Không liên quan đến việc bạn sở hữu được bao nhiêu của cải vật chất hay sự quan tâm của người khác, mà then chốt là tâm lý bạn như thế nào và bạn tiếp cận sự nghiệp dưới góc độ nào. Tâm sinh thì muôn nghiệp sinh, tâm nghiệp thì muôn vật cũng nghiệp theo. Mọi sự vật trong đời đều do tâm mình làm chủ. Nếu bạn nuôi dưỡng lòng tri ân, biết đủ thì cuộc đời bạn cũng tự nhiên vẹn toàn. Dù bạn không còn sở hữu bất kỳ một điều gì, nhưng chỉ cần bạn thấy hài lòng, mãn nguyện khi ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước, hít thở không khí, bạn đều biết cảm ơn và nói lời tri ân thì nhất định bạn sẽ sống từng ngày trong hạnh phúc. Học tập từ bi và bao dung. Làm thế nào để chung sống với người mình không thích? Người Trung Quốc thường dùng từ nhân duyên, người Nhật dùng từ nhân khí để nói về mối quan hệ giữa người với người. Thí dụ, có một diễn viên truy nhập vai diễn không xuất sắc lắm, nhưng do người đó có điều gì đó khác người, thì điểm khác người đó trở nên thu hút người xem. Ngược lại, một diễn viên không được mọi người hoan nghênh, nhưng nhập vai xuất sắc, diễn cảm xúc hay, vẫn sẽ được nhiều người mến mộ tài năng. Đó chính là hai cách làm quen với người khác của hai kiểu người vừa nêu. Cuối cùng, họ đều được lòng người. Tôi thường thuyết giảng ở nhiều nơi hoặc viết sách cũng là cách làm quen với mọi người. Vì thế khi đi đường có người chào tôi và hỏi, xin hỏi thầy có phải là Hòa Thượng Thánh Nghi? Tôi có đọc sách của thầy. Tuy tôi không được trực tiếp nói chuyện với họ, nhưng họ đọc sách hoặc xem các chương trình diễn giảng Phật Pháp của tôi qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng được xem là đã gián tiếp nói chuyện với tôi. Như thế cũng có thể xem là tôi đã kết duyên cùng mọi người. Theo quan điểm Phật giáo, gặp gỡ trực tiếp hay gián tiếp như thế đều được gọi là duyên. Nếu chúng ta kết duyên lành, người khác sẽ chủ động gần gũi bạn, thích được làm quen với bạn. Nếu là duyên chẳng lành, thì họ sẽ ghét bạn, không muốn hợp tác với bạn. Mọi người có duyên chung sống gần gũi nhau trong một môi trường nhất định sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiện và quý mến nhau. Với người thiếu duyên, chỉ cần nhìn thấy hình dáng người kia thôi đã thấy đáng ghét. Bất kỳ hành vi, cử chỉ nào của họ đều là cái đinh trong mắt của bạn. Bạn không thích, thậm chí cả đến kiểu tóc hay dáng đi của người đó, bạn đều cảm thấy khó chịu. Thực ra vấn đề không nằm ở bản thân đối phương vì yêu hay ghét, nằm ở cảm giác chủ quan của bạn. Có những quan niệm về yêu ghét hình thành trong bạn từ hồi bạn còn nhỏ. Có khi là những ký ức xấu đồng lại trong bạn, khiến bạn có kinh nghiệm về cách nhìn nhận những người có ngoại hình tương tự với người mà bạn ghét. Thế là bạn ghét luôn người mới quen kia. Thí dụ, khi bạn nhìn thấy người có khuôn mặt hình tam giác, theo kinh nghiệm có trước, bạn thấy đầu rắn độc cũng có hình tam giác. Thế là bạn ghét luôn người có mặt hình tam giác. Khi bạn nhìn người có khuôn mặt gầy gò, da dày, bạn liên tưởng đến mặt ngựa. Bạn cảm thấy người đó xấu xí, khó nhìn, khó ưa. Khi bạn thấy người có khuôn mặt tròn, bạn liên tưởng đến chiếc bánh đa. Bạn thấy họ thô lỗ, thiếu lịch sự, vân vân. Bất luận bạn nhìn khuôn mặt nào cũng không thích, cũng có điểm để bạn phê bình và có lý do để ghét. Ngược lại, khi bạn tiếp xúc với người nào đó có khuôn mặt giống như người mà bạn từng quen và họ cũng từng mang lại niềm vui cho bạn, bạn sẽ cảm thấy mến họ. Khi bạn tự nhiên cảm thấy không thích một người nào đó, rất có thể do kiếp trước bạn đã không kết duyên với họ, hoặc là do
bạn kết duyên không tốt. Cũng có thể do ngay trong kiếp này bạn không thích kết duyên với những người như thế. Có điều bạn cần lưu ý là tất cả những người mà bạn thiếu thiện cảm không nhất định họ sẽ mang lại bất lợi cho bạn. Tất cả đều do ý kiến chủ quan của bạn chi phối khiến bạn không thích tiếp xúc với họ. Trường hợp cả hai bên đều không thích nhau, rất có thể hai bên sẽ trở thành đối địch. Khi chúng ta gặp người mà mình không thích, bạn nên nghĩ rằng chắc kiếp trước mình không kết duyên lành với họ nên đời này họ đến làm phiền bạn, chỉnh lưng bạn, làm bạn khó chịu. Bạn phải cảm ơn họ vì họ đã cho bạn cơ hội để rèn luyện bản thân, tạo không gian cho bạn trưởng thành. Thậm chí khi bạn đối xử tốt với đối phương nhưng họ vẫn không chấp nhận thì bạn hãy nghĩ kiếp này không thuận lòng nhau nhất định là do không gieo duyên từ kiếp trước. Nếu cứ tiếp tục thì kiếp sau sẽ ghét nhau mãi. Vì thế, trước hết bạn phải là một người bạn tốt của họ trước. Nếu bạn có ý nghĩ như thế thì dù gặp phải người mình không thích cũng cảm thấy họ đều là những vị Bồ Tát đến tác thành cho bạn. Vì thế, khi người khác đối xử không tốt với mình, bạn cũng phải đối xử thật tốt với họ. Nếu bị người khác làm tổn thương, bạn vẫn cần yêu thương họ. Nếu người khác khi dễ bạn, bạn phải tha thứ cho họ. Đấy gọi là rộng kết duyên lành. Bạn cứ tiếp tục như thế, người khác sẽ thay đổi thái độ, thay đổi cách nhìn về bạn theo hướng tốt dần lên. Có thể cả đời này bạn cho đi, nhưng vẫn chưa có quả báo tốt, vẫn không có được thiện cảm của mọi người. Bạn vẫn phải tiếp tục kết duyên lành với họ. Đây được gọi là kết duyên lành cho kiếp sau. Cây cỏ, côn trùng còn có tình cảm huống chi là con người. Chỉ cần bạn có ý tốt thì mọi người cũng sẽ thay đổi cách nhìn xấu về bạn. Kiếp này chưa được thì bạn cứ dung trồng duyên lành cho kiếp sau. Vì thế, chỉ cần bạn có niềm tin vào việc gieo duyên lành thì việc bạn sống với người mình không thích sẽ không còn là cực hình với bạn nữa. Chuyển quá phiền não. Con người hiện đại sống trong những ngôi nhà ngăn cách nhau bằng bê tông cốt thép. Càng xây bao nhiêu, sự ngăn cách giữa các ngôi nhà càng kiên cố bấy nhiêu. Bức tường ngăn cách lòng người cũng thế. Càng ngày càng cao lên theo lòng tham lam ích kỷ của mình. Bức tường ngăn cách trong lòng người được xây dựng bằng chất liệu lấy mình làm trung tâm của vũ trụ. Cho nên từ đó, mọi người không còn thẳng thắn nhìn vào lòng nhau được nữa. Thực ra đây không phải là đặc điểm của con người hiện đại, vì nó là tâm lý phổ biến nên đời nào cũng vậy. Chẳng qua thời xưa, con người không đủ điều kiện để thực hiện. Thời kỳ đức trị đến đỉnh cao, trong xã hội thời xưa kể về người đi đường không nhặt gỗ rơi, chỉ được nghe kể trong sử sách. Thời con người thương yêu đối đãi nhau bằng lòng chân thành cũng rất hiếm, có chăng cũng chỉ là qua sách vở ghi chép vào thời loạn lạc. Con người lại càng phong tỏa lòng mình để tránh người khác xâm hại. Vì thế nhân gian có câu: không nên có lòng hại người, càng không thể thiếu lòng đề phòng hại người. Nhưng rốt cuộc là chúng ta cần phòng ngừa điều gì? Nếu phòng ngừa giặc cướp, thế thì giặc từ đâu mà có ai là giặc? Giặc chính là người, sẽ làm tổn thương bạn, khiến bạn bị tổn thất tiền của. Và nếu ai làm những điều như thế là giặc, thì rất có thể sẽ có ngay trong nhà bạn. Ngay cả người thân thích ruột thịt cũng có thể là giặc. Như thế, chắc chắn bạn không thể phòng ngừa được. Khi bạn càng phòng ngừa thì tình cảm giữa bạn với mọi người càng ngăn cách. Đó chính là điều kiện để giặc khởi lên. Sở dĩ mình xem người khác là giặc chính là để đề cao cảnh giác cho bản thân. Bạn không những sợ những người khác làm hại bạn mà cơ hội giúp đỡ người khác của bạn cũng giảm bớt. Đấy là thái độ thể hiện lòng ích kỷ hẹp hòi, cũng là nguồn gốc của phiền não. Vì thế, bạn cần xóa bỏ bức tường ngăn cách trong lòng bạn,
tiêu diệt giặc ngay trong lòng, để mọi người chung sống hòa thuận, chân thành với nhau. Diệt trừ phiền não trong bản thân là tiền đề của mọi sự tốt đẹp. Trong Phật giáo, có rất nhiều từ chỉ phiền não như tham lam, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ, tà kiến. Khi bạn bớt một ít lòng tham thì từ tâm của bạn sẽ tăng trưởng thêm một ít. Giảm một chút sân hận sẽ tăng một chút khoan dung, tha thứ. Giảm một chút ngu si sẽ tăng thêm một chút trí tuệ. Giảm một ít lòng kiêu ngạo, ngã mạn sẽ tăng thêm một ít khiêm tốn lễ độ. Giảm một chút nghi ngờ sẽ tăng thêm một ít niềm tin. Nếu bạn chuyển hóa phiền não trên thành từ bi trí tuệ, niềm tin, khiêm tốn, tha thứ, bao dung, thì giặc trong lòng bạn chẳng còn nơi nào ẩn nấp. Khi đó, cửa lòng của bạn tự nhiên rộng mở. Khi đó, bức tường ngăn cách trong lòng người sẽ tự tiêu mất. Người với người sẽ thông cảm, hiểu biết nhau. Khi đó, bạn không phải bận tâm với việc mình sẽ bị cướp mất tài sản. Không bị khi dễ, không còn giặc cướp để bạn nơm nớp, lo sợ nữa. Tôi thường nói ai cũng là người tốt, chẳng ai là người xấu cả. Tuy nhiên, để xóa bỏ hoàn toàn tâm lý nghi ngờ đối với người khác là điều rất khó. Vì không ai có thể gặp nhau lần đầu đã tin tưởng nhau. Hơn nữa, tâm lý con người cũng vô thường. Có thể do một nguyên nhân nào đó mà một người tốt có thể làm việc xấu. Nếu lúc nào bạn cũng bận tâm với việc đề phòng người khác, thì người khác cũng thế. Họ cũng đề cao cảnh giác với bạn. Từ đó, hố ngăn cách trong lòng người ngày càng đào sâu thêm. Đề phòng kẻ gian là tâm lý cần có. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghi ngờ tất cả mọi người. Vì tin tất cả và hoài nghi tất cả đều lỗi lầm như nhau. Trong đối nhân xử thế, bạn cần có thái độ chân thành. Bạn phải luôn nghĩ rằng ai cũng là người tốt. Như thế, bạn mới xây dựng được mối quan hệ tốt với mọi người. Trong thực tế, có thể bạn không đề phòng hoài nghi người khác, nhưng người khác vẫn nghi ngờ đề phòng bạn, thì bạn không nên giận người ta. Khi đó, bạn phải hiểu rằng sở dĩ họ làm như thế với mình là do trước đây họ đã bị quá nhiều người lừa rồi, cho nên mới đề phòng như thế. Người như thế cần bạn quan tâm và thông cảm hơn. Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ như thế, thì hố ngăn cách giữa bạn và mọi người sẽ được lấp dần bằng tình yêu và lòng tin tưởng lẫn nhau. Từ đó bạn sẽ thấy con người đáng yêu chứ không đáng sợ như bạn từng nhầm tưởng. Vì thế nếu bạn muốn mình sống trong môi trường vui vẻ, thoải mái, thì trước hết bạn phải chuyển hóa phiền não trong lòng bạn trước. Hãy mở lòng ra với mọi người, rộng kết duyên lành trong quan hệ con người. Chỉ cần chúng ta biết tôn trọng, biết quan tâm đến người khác, hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm của họ phạm phải, với lòng từ bi và khoan dung, độ lượng, gỡ bỏ bức tường ngăn cách trong lòng, thì con người sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Được thế là bạn đã xây dựng tình hữu nghị chân thành thay cho bức tường ngăn cách lòng người. Con đã về, con đã tới. Mặc dù nói rằng Đức Phật ở trong tâm chúng ta, tức tất cả mọi người đều có tánh sáng suốt, nhưng không phát huy được tánh sáng suốt vì nghiệp và phiền não. Thật vậy, có nghiệp thì phiền não theo đó phát sinh, và phiền não sinh ra làm cho nghiệp lớn thêm. Nghiệp và phiền não luôn luôn tác động lẫn nhau, làm cho Phật tánh của chúng ta bị lu mờ. Vì vậy, tất cả pháp môn tu đều nhằm giúp chúng ta dẹp phiền não và bỏ nghiệp để Phật tánh hiện ra. Nhưng chúng ta tu không có kết quả tốt, thì tu nhiều mà nghiệp và phiền não lại sinh ra nhiều, khiến cho Phật tánh càng bị lu mờ. Đó là do sai lầm của chúng ta. Thực tế cho thấy các vị tu đắc đạo là đắc được pháp nào, họ áp dụng pháp đó có kết quả thực sự tốt đẹp. Ngày nay, nhiều người đi nghe pháp chỗ này một chút, nghe chỗ khác một chút, và thích nghe thầy nào giảng vui,
thích hợp với mình thì theo. Thích hợp là thích hợp với cái nghiệp của mình, nên càng nghe thì nghiệp càng tăng. Sai lầm này được nói đến trong Kinh Pháp Hoa rằng, không hết phiền não, nghiệp chướng lại tăng. Phật dạy tu Bồ Tát Pháp là chính, vì thành tựu trọn vẹn Bồ Tát Pháp mới thành Phật, còn tất cả các Pháp khác là phương tiện để dẫn chúng ta vào đạo. Nói cách khác là lấy độc trị độc. Vì chúng sanh ưa thích điều gì đó, nên Phật phải dùng phương tiện tương ưng để nói với họ. Chính vì lý do đó mà có đến 84.000 Pháp tu. Tuy nhiên cái vui nào để dẫn người ta tới với đạo thì được, còn dẫn đến nghiệp là sai. Thí dụ tu hành, xuất gia, Phật dạy không ca sướng, múa hát, không nghe hát, vì nó làm rối tâm, nghiệp dễ sinh ra. Tôi thấy ban đầu có thầy thích nhạc đạo, nhưng một lúc biến thành nhạc đời. Thực tế chúng ta thấy ứng dụng phương tiện thích hợp với nhiều người theo, vui, nhưng một lúc thì thành nghiệp. Thật vậy, một số chùa muốn Phật tử nghe Pháp, tổ chức văn nghệ. Thử hỏi trước khi các thầy thuyết Pháp, Phật tử tới để nghe Pháp hay xem văn nghệ. Có người nói giảng xong mới có văn nghệ, tới giờ văn nghệ hãy tới. Hay nghe giảng mà tâm trí đang chờ văn nghệ. Phật nói uống lầm thuốc độc là ý này. Nếu đi vào đạo bằng con đường âm nhạc và sau đó phát tâm theo đường tu là đúng. Thí dụ ban đầu họ tới nghe văn nghệ, nhưng về sau họ thích nghe Pháp thôi là căn lành đã phát lên được. Như vậy, chúng ta nuôi căn lành để Phật tánh hiện. Nhưng Phật tánh hiện với điều kiện trần lao, nghiệp chướng phải lắng xuống. Có sự yên tĩnh bên ngoài và trong tâm, Phật tánh mới bừng sáng. Ở đây là học viện dạy tất cả pháp môn. Quý vị phải chọn pháp môn nào thích hợp. Nghĩa là phiền não giảm bớt và nghiệp nhẹ lần thì theo. Vì đã chuyển hóa được nghiệp và phiền não, không còn thích thú vui thế gian. Thực tập pháp thích hợp là phải đạt được kết quả như vậy. Kinh Pháp Hoa diễn tả ý này là không thích việc đời, cơm ăn, chỗ nghỉ và không bị tam độc làm phiền. Thật vậy, tất cả các pháp môn như thiền, tịnh độ, mật hay nguyên thủy đều cũng phải như vậy. Người trần lao, nghiệp chướng nặng nên bước chân vào đạo phải buông bỏ tất cả. Từ công ăn việc làm cho đến tình cảm lăng nhăng thì tâm mới lắng yên. Vô chùa phải buông, không buông cái nào là không hết phiền não, nghiệp chướng lại tăng. Tại sao tăng? Thí dụ chị này phiền não đầy ắp trong bụng, gặp chị kia cũng vậy, nên hạp, và gặp ông thầy cũng vậy luôn, nên nói cười đủ thứ chuyện. Rồi nói tụi con đi chùa nghe quý thầy giảng đã quá. Hỏi nghe cái gì? Dạ nghe chửi đã quá. Tu như vậy là tiêu rồi. Ông thầy ghét bà Nhu nên nói xấu bả, nhưng đó là điều tối kỵ với người tu. Kinh Pháp Hoa dạy rằng chơn ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Nghĩa là không nói sai khác, lòng mình nghĩ thế nào thì nói như vậy. Nhưng nghiệp nặng không dám nói thẳng, mà nói xa, nói gần, nói móc. Tôi nghe nói như vậy cảm thấy sợ, vì Đức Phật không có lời nói như vậy. Nhưng mình nói vậy là tâm không chân thật, đã lọt vào thế giới ma. Thiết nghĩ nếu có dùng phương tiện này, phải bỏ ngay để không biến thành nghiệp. Mới đầu, mình tranh đấu cho Phật giáo, nhưng lần hồi biến đổi thành ma, mình không hay. Thí dụ các Phật tử dạy con, dùng phương tiện răn đe cho nó sợ thôi. Từ đầu, cha mẹ la mắng con, phát xuất từ tình thương là chính, nhưng lần biến thành nghiệp là giận thật. Ban đầu giận giả, nhưng giận quen thành nghiệp. Bây giờ lời nói phát xuất từ ấm ức trong lòng, nên đứa con không nghe nữa. Vì vậy tôi bảo Phật tử thấy lòng còn giận, còn lo lắng, bất an, thì điều quan trọng là phải xóa những thứ này và an tâm mình trước. Vì nếu lưu giữ những tình cảm xấu lâu ngày, nó sẽ chuyển đổi thành nghiệp của mình, thì tác động của nó sẽ trở thành trùng trùng duyên khởi. Tu pháp môn niệm Phật. Phật dạy rằng tâm trí phải lắng yên như vào thiền định, Phật mới phóng quang tiếp độ. Nhưng tâm trí mình không đứng yên, không nhập thiền định được, không quán tưởng cực lạc được, thì Phật cách xa mình. Phật không tiếp độ được, thật tu khó ở điểm đó.
Như vậy tịnh độ và thiền là một, vì gốc của thiền là làm tâm lắng yên. Phật A-di-đà cũng dạy như vậy, không khác, nhưng cách làm, cách tu khác. Có một thiền sư nói một câu đơn giản, nhưng có ý nghĩa sâu sắc của người ngộ đạo rằng con đã về, con đã tới. Phật tử bắt chước nói như vậy, nhưng đã về là về đâu, đã tới là tới chỗ nào? Thí dụ tôi tu tịnh độ quán tưởng về Phật A-di-đà, về cực lạc, cho đến thâm nhập vào tâm mình. Nên tuy ở đây mà tôi thấy Phật A-di-đà và thế giới cực lạc, nên tôi nói câu này là con đã về, con đã tới. Tôi tu tịnh độ có cảm giác này, mình từ cực lạc qua ta bà làm đạo, nhưng lòng vẫn hướng về cực lạc và hướng tâm mạnh đến mức độ như đã về cực lạc rồi. Nên tôi nói với Phật A-di-đà là con đã tới, là tới tịnh độ, con đã về, là về cực lạc. Ý này phát xuất từ vua Thuận Trị, thái tổ của nhà Thanh, là vua cha của Khang Hy. Ông này gặp Ngọc Lâm Quốc Sư, hai ông nhìn nhau thấy thân quen, vì hai người đã cùng ở cực lạc và sanh lại thế giới này để làm theo nguyện. Một ông sanh làm vua, một ông sanh làm sư để chấn hưng Phật giáo. Hai ông gặp nhau, Ngọc Lâm nói với Thuận Trị Hoàng đế rằng, chúng ta ở cực lạc sanh lại đây, phải nhớ trở về cực lạc, quên đường về thì nguy hiểm. Bài sám khánh đản có nói, tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về, tình ái si mê, tù trong lục đạo, trăm giây phiền não, nghiệp chướng không cùng. Nay nhờ Phật tổ năng nhân, rủ lòng lân mẫn. Vua Thuận Trí nói mình từ cực lạc sanh lại thế giới này để hành đạo, nhưng trải qua 17 năm chém giết, chắc chắn vào địa ngục. Vì vậy ông hạ quyết tâm trốn vào Ngũ Đại Sơn tu để về cực lạc, và ông đã thấy Phật A-di-đà mới nói rằng con đã về, con đã tới. Đối với chúng ta, ban đầu, điều thực nhất của mình là trần lao, nghiệp chướng nhiều quá, khổ quá. Nhưng về chùa, gặp thầy mà mình kính trọng, mới nói rằng con đã về, là về chùa gặp thầy, nhưng chỉ được trong giới hạn này thôi. Tuy nhiên, cũng phải nói bằng lòng thành. Và thực tập xa hơn, thì câu con đã về có ý nghĩa khác. Nếu thực tập tu tịnh độ và thấy Phật A-di-đà, thì nói như vậy là không đọa nữa. Con đã về, mà về chùa thì cũng còn có thay đổi. Tuy nhiên, về chùa tìm yên tĩnh, cảm thấy an lạc, không muốn trở về nhà nữa. Có người nói, con đến thăm thầy, con sắp làm đám cưới, nhưng lên chùa lạy Phật, con muốn đi tu, không muốn lập gia đình. Thật vậy, trong sự yên tĩnh của chùa, họ đã cảm nhận được rằng đường đời nguy hiểm, đáng sợ. Nhìn bạn, nhìn gia đình, thấy bề ngoài đẹp, nhưng thật là phiền não, giống như vua Thuận Trị đã sực tỉnh. Nhớ lại ông đã ở cực lạc, nếu tiếp tục lao vào cuộc chiến, chém giết thêm nữa, chắc chắn vô địa ngục. Vì người chết vì ông nhiều quá. Vì vậy tu sao xóa nghiệp là trở về cực lạc được và trở lại ta bà hành Bồ Tát đạo như Bồ Tát Quan Âm. Ngoài câu con đã về, con đã tới, có ý nghĩa như vậy đối với người tu tịnh độ, có một câu khác của Mật Tông là Om Mani Padme Hum. Câu này là thần chú của Quan Âm dùng trấn Tề Thiên ở Ngũ Hành Sơn. Câu thần chú như vậy, như người ta nghĩ và dựng lên câu chuyện về Tôn Ngộ Không phát xuất từ con khỉ, nghĩa là ví tâm con người như con khỉ chạy nhảy không ngừng. Phật dạy mục tiêu tu hành là làm cho tâm của chúng ta lăng xăng như con khỉ, phải dừng lại. Tất cả pháp Phật dạy đều phải dừng tâm, tức tập trung tâm. Nhưng ít người làm được, nên không đắc đạo, không phát sinh trí tuệ, nghiệp chướng lại tăng. Con khỉ không nhảy nữa là nhờ câu thần chú của Quan Âm với 6 chữ Án Mani Bát Di Hồng. Tôi có người bạn tặng cái tay quay, trong đó có in hàng ngàn câu thần chú này, và nói rằng mình cứ quay liên tục, không cần niệm Án Mani Bát Di Hồng. Tôi suy nghĩ, tội nghiệp người này, tu chấp vào hình thức nào đó, không bao giờ có kết quả tốt. Hoặc có người nói, đừng tụng niệm gì, cứ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh theo Ngài Nhật Liên, hoặc Hòa Thượng Tịnh Không
niệm A-di-đà Phật. Hai vị này đã ngộ rồi, nên làm như vậy. Chúng ta không ngộ mà cứ niệm suốt đời, được gì hay không? Hòa thượng Tịnh Không nói niệm Phật không phải kêu tên Phật, nhưng nghĩ về đấng vô thượng giác, không phải nghĩ một Phật tên A-di-đà, vì A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Niệm Phật, tâm của hòa thượng hướng về vô thượng giác, không phải niệm một câu Phật A-di-đà mà vãng sanh, thành Phật. Nếu thành Phật, có nghĩa là chỉ thành Phật ở ngay điểm tâm mình hướng về Phật, vì có hướng về mới có tới. Nếu không chuyên tu một pháp môn, khi nghe nói tụng Bát Nhã Linh thì liền tụng, rồi nghe nói tụng Đại Bi Linh, vội bỏ Bát Nhã để tụng chú Đại Bi. Như vậy, cái nào cũng linh sẽ biến thành không linh gì hết. Nhiều người thường sai lầm điều này. Tôi tu Pháp Hoa, bắt đầu tôi theo truyền thống của Thiên Thai. Tổ Huệ Đăng đã giác ngộ yếu lý của quyển thứ 7, Kinh Pháp Hoa, nên Ngài dạy không cần tụng hết bộ Pháp Hoa, chỉ tụng quyển 7 là đủ. Tôi suy nghĩ, nhận thấy Tổ dạy tụng quyển 7, vì Tổ đã ngộ rồi và tu có kết quả mới khai ngộ đệ tử. Kinh Pháp Hoa dạy hành Bồ Tát Đạo và quyển 7 cũng dạy Pháp này. Tôi nhận ra quyển này nói đến hành trạng của Bồ Tát Diệu Âm, Quan Âm, Phổ Hiền, và tôi tự xét xem việc làm của mình có giống Bồ Tát nào hay không. Nếu là vua thì phán một câu gì, mọi người phải theo. Quý vị bắt chước phán, ai theo? Mình không phải là Diệu Âm, Quan Âm, Phổ Hiền, mà mình làm như các ngài là chết. Vì vậy tự xét lại, coi mình còn cách nào hành đạo được không? Nếu không được, thì sao Phật nói Bồ Tát Đạo trong Kinh Pháp Hoa? Thiết nghĩ mình không hành Bồ Tát Đạo được, nhưng nguyện làm quyến thuộc của Bồ Tát, tức phải nương theo vị đạo sư nào sẽ làm được, đó là ý quan trọng. Riêng tôi sanh vào thời kỳ khó khăn, nhưng may mắn được gặp các bậc chân tu. Tôi coi các ngài là biểu tượng để tôi nương theo tu. Một trong những vị đó là Hòa Thượng Trí Hữu. Hòa thượng tụng Kinh Pháp Hoa đến nhập Pháp Hoa Tam Muội, vượt ngoài sự chi phối của thiên nhiên. Thật vậy, sau khi tụng một bộ Kinh Pháp Hoa, Ngài đốt rụng một ngón tay để cúng dường Phật mà Ngài không cảm thấy nóng, không cảm thấy đau đớn. Trở lại câu thần chú Án Mani Bát Di Hồng, chỉ có 6 chữ mà trấn được Tề Thiên. Tam Tạng gỡ lá bùa này để cứu Tề Thiên. Ông phải chạy xa 500 dặm để phá núi. Câu chú này dành cho Huyền Trang để hộ mạng, nên Huyền Trang đọc mới linh, tôi đọc không linh. Chúng ta hiểu câu chú này nghĩa là gì? Qua câu này, Phật dạy chúng ta rằng, muốn trấn ác việc xấu, dở, đầu tiên thân tâm mình phải trong sạch như hoa sen, lấy hoa sen làm biểu tượng. Con người mình sạch nghiệp, không còn nhiễm ô, người mới kính phục nghe mình. Còn dùng khôn ngoan, thủ đoạn không được. Phật hơn ác ma ở điểm này. Phật trong sạch hoàn toàn, ví như ngồi tòa sen, đã chuyển ngũ uẩn thành năm phần pháp thân, nên ai nhìn Phật cũng phải phát tâm. Người thấy mình còn ghét thì phải trốn. Hòa thượng Quảng Đức tu Pháp Hoa, Ngài quan sát chỗ có duyên là người thấy thương thì Ngài đến. Dạy xong, Ngài đi, không phải tụng kinh. Nhật Liên Thánh Nhân nói tu hành, đầu tiên là thân trong sạch, không lỗi lầm và tâm không phiền não. Như vậy, được người chấp nhận dễ hơn. Nhưng người chấp nhận mình rồi, mà không làm lợi ích cho ai, nên cần phải thực tập thêm chữ Mani. Viên ngọc Mani có tác dụng lóng nước đục thành trong. Vì vậy, tu làm sao mà người phiền não thấy mình, họ lắng yên. Thấy mình, họ còn cãi thì không thể độ họ. Nói đến đây tôi nhớ có mấy người đến chùa Huê Nghiêm gặp tôi đang làm vườn. Họ hỏi tôi cũng làm vườn à? Tôi nói không làm vườn thì làm gì? Họ nói họ cần luận đạo. Tôi không cần luận đạo, ông cần điều đó thì đi tìm chỗ khác. Tôi đang làm vườn trong chùa Huê Nghiêm, đồng thời tôi cũng chăm sóc vườn tâm của mình, chăm sóc bên ngoài xanh tươi để tâm mình yên tĩnh. Còn luận đạo hơn thua phiền phức. Phật tử tu pháp gì cũng phải cắt mọi quan hệ, bỏ hết. Khi tới chùa chỉ nghĩ đến Phật. Ở chùa Huê Nghiêm có viết câu, yên lặng vào pháp giới. Cảnh chùa thanh tịnh
lặng yên nếu có người la lên kéo ta về thực tế. Mình đang suy nghĩ quá khứ, động là mất. Yên lặng vào được pháp giới mới đảnh lễ Đức Tỳ Lô Giá Na Phật và nói rằng con đã về là về với Phật Tỳ Lô Giá Na. Con đã tới là tới Thượng Tịch Quang Tịnh Độ, thế giới Phật. Vì bị cuộc đời làm nhiễm ô, phiền muộn, mình quên mất Phật tánh của mình. Vì vậy phải hướng tâm về Phật để về thế giới Phật. Kinh Pháp Hoa dạy rằng người uống lầm thuốc độc nên mất bản tâm. Nhưng nếu chịu uống thuốc sẽ hết bệnh. Lành bệnh, thưa với Phật rằng con đã về là về thế giới an vui của Phật, không còn sinh tử trong trần lao. Suy nghĩ đúng ý nghĩa câu, con đã về, con đã tới, và áp dụng được yếu lý trong cuộc sống tu hành sẽ dẫn chúng ta về với Phật trong hiện đời và muôn kiếp về sau. Kiếp về sau. Kiếp về sau.